We are live. Hello mọi người. Chào mừng mọi người đến với cái buổi livestream mà đối với Trâm thì nó thật sự rất là đặc biệt, là bởi vì ngày hôm nay Trâm được mời đến ba vị khách mời. Đối với riêng bản thân mình đó là những vị idol, và nhờ vào các chị nung nấu cái ngọn lửa và cái niềm tin cho Trâm, cho nên là mình cũng đã có xây dựng cho mình được một cái doanh nghiệp nho nhỏ và cũng có được một cái số thành công nhỏ xíu. Thì rất là vui và rất là cảm ơn ba chị đã nhận lời của em đến với cái buổi livestream ngày hôm nay. Và em can't wait để nghe ba chị trải lòng về cái đoạn đường mà các chị đã trải qua trong cái doanh nghiệp của mình. Thì chị Lan Anh ơi, chị có thể giới thiệu một tí xíu về bản thân để mà mọi người có thể là làm quen với chị được không ạ? Được chứ. Cảm ơn Trâm rất là nhiều và chúc mừng em đã vừa cán một cái mốc thật sự rất là ngoạn mục. Đây là một cái mốc mà bắt đầu từ đây thì mình có thể được cái thu nhập thụ động mà ai cũng mơ ước đạt đến cái level này. Và ở trong này thì cũng có hai thành viên khá là kỳ cựu cũng đạt được cái level này cũng chắc là lâu rồi. Nên là chúc mừng Trâm nhé. Thì cảm ơn Trâm rất là nhiều đã mời chị lên chia sẻ cái chủ đề hơi hơi xúc động này. Bởi vì là cái hành trình mình cũng trải qua, cái chủ đề ngày hôm nay nó cũng tác động rất là nhiều đến chị. Và trước đây thì trước khi mà kinh doanh kỹ thuật số thì chị có ở Hà Nội, Việt Nam. Sau khi học đại học xong thì lấy chồng và quản lý trung tâm tiếng Anh ở 11 năm trước khi mà chuyển về Canada. Hiện nay thì chị có bốn bé nhỏ và ở một cái thành phố nhỏ xinh cách Toronto khoảng 90 phút đi ô tô. Và chị làm được business này 4 năm rưỡi rồi. Wow, cảm ơn Yeah, chị. Chị Hằng ơi, còn chị Hằng thì sao vậy ạ? Trâm, chào Lan Anh, Chi Mai cũng như tất cả các bạn đang theo dõi page của cả bốn chị em. Thực sự là hôm nay rất là vui. Cách đây mấy hôm thì Trâm có nhắn cho mấy chị em và bảo rằng là em muốn tổ chức một cái talk show để nói về những cái hành trình trải nghiệm của các chị em trên cái con đường làm kinh doanh kỹ thuật số. Thì thực sự cái số ngày hôm nay nó rất là đặc biệt, và khi mà mình có post cái bài để nói về cái sự kiện ngày hôm nay ấy, thì có bạn đã nhắn rằng là ôi chủ đề hot quá, hay quá. Thì mình có trả lời trở lại rằng là thực sự đây sẽ là một cái chủ đề mà khiến cho mình sẽ cảm giác rất là rưng rưng, bởi vì nó đem lại rất nhiều cảm xúc trong một cái hành trình dài hơn 3 năm rưỡi gắn bó với kinh doanh này. Thế về cá nhân mình thì mình đang ở Hà Nội, Việt Nam cùng với cả gia đình, là mẹ của hai bé trai độ tuổi teen, đang làm quản lý một công ty xây dựng. Thế còn hành trình với Digital Business thì đã được hơn 3 năm rưỡi, và rất là cảm ơn Trâm đã mời chị cùng với cả Lan Anh và Chi Mai tham gia talk show ngày hôm nay, và cũng chúc mừng Trâm với một cái mốc cực kỳ là tuyệt vời trong kinh doanh này. Chúc mừng em. Chị Chi Mai, còn chị thì sao ạ? Rất là vui được Trâm yêu ái mời cùng rất là nhiều những ngôi sao ngày hôm nay. Và em xin muốn giới thiệu một chút về mình thì em là Chi Mai và em đang ở New Zealand cùng với anh xã và ba bé. Ở đây thì toàn là các bà mẹ có hai ba bốn em bé, và nó cũng là một cái minh chứng là ai cũng có thể làm được, đúng không ạ? Mình và em thì hiện tại thì mới đang ở nhà toàn thời gian cùng với các bé và làm kinh doanh này. Còn như cũng giống như chị Lan Anh, còn lại thì chị Hằng và Trâm thì vẫn đang làm công việc full time và cũng rất là thành công với cái business này, đúng không ạ? Thì background của em thì em là một cái bác sĩ thú y, và em qua đây thì em cũng làm với gia đình một vài năm ở trang trại bò sữa, cũng thực hành những cái chuyên môn của mình. Xong sau đó thì có em bé, và cơ duyên là do mình ở nhà chăm sóc nên là cũng mới tìm được cái business này. Thì đấy là một chút về em. Trở lại với Trâm nhá. Cảm ơn chị. Chị biết không, là thường đó thì vào dịp cuối năm đó là cái dịp mà làm cho cái tâm hồn là dễ lắng động nhất, và cái thời điểm đó là cũng là một cái thời điểm mà mình nhìn lại những cái công việc cũng như là những thành công cũng như thất bại mà mình đã trải qua trong suốt một năm. Nhưng mà thật sự đối với các chị thì có lẽ là
4 năm, 3 năm, 2 năm và với em là hơn một năm nay, thì đây cũng là một cái dịp mà để em có thể lắng đọng và cùng các chị trải lòng ngày hôm nay. Chị biết không, là em còn nhớ là cái ngày mà em quyết định làm cái business này á, là bởi vì em cảm giác là mình đang sống, cái mình đang tồn tại chứ không phải là mình đang sống. Bởi vì em có rất là nhiều thành viên trong gia đình phải lo, chẳng những ở Mỹ mà còn ở Việt Nam, cho nên là em lúc nào em cũng hustling hai ba job cùng một lúc. Có nhiều người nói em là money driven, có nghĩa là em thích tiền, nhưng mà thật ra không phải, mình thích một cái sự security cho gia đình của mình. Đó và cũng là cái lý do mà tại sao lúc nào em cũng làm việc rất là chăm chỉ và vất vả, nhiều công việc cùng một lúc. Thì mỗi đêm mà khi mà em nhìn vào kính á, em mới nói là thật sự là đúng là mình không phải đang sống mà mình chỉ là tồn tại thôi. Bởi vì ngày này qua ngày nọ mình chỉ làm cùng một cái công việc đó, và cái sức lực của mình càng ngày mình càng cảm thấy là, mặc dù em còn rất là trẻ nhưng mà em thấy em rất là mệt rồi, mình cũng không có thời gian cho bản thân hay gia đình, hay là ngay cả phát triển bản thân. Sau khi tốt nghiệp xong mình cũng không có học thêm một cái kiến thức gì nữa, cho nên là em đó là cái lý do rất là lớn để mà em bắt đầu cái công việc này. Khi mà nhìn lại thì thật sự là rất là biết ơn vì đã tìm được cái business này. Còn chị Lan Anh thì sao, chị ha, cái lý do lớn nhất mà khiến chị bắt đầu cái công việc này là gì chị ha? Khi mà chị đến cái business này thì nó khá là bất ngờ. Vì thật ra là trước đây chị không bao giờ nghĩ rằng là mình có một cái cơ hội nào đó ở ngoài kia mà mình có thể là vừa xây dựng được một cái sự nghiệp mà mình có thể vừa ở nhà với con, hoặc là chỉ xác nhập xa xăm kiểu set up một cái doanh nghiệp một người thôi mà có thể là có một cái nguồn thu rất lớn, thì chị vẫn không không mường tượng được cái điều đấy. Mà cái cơ duyên đến với cái business này nó rất là buồn cười, là chị ở Hà Nội 11 năm thì anh nhà chị quyết định quay về, và lúc anh ấy quyết định quay về Canada thì lúc đấy chị mới bảo thôi, thôi thôi bây giờ phải đi tìm cái gì làm, bởi vì là phải nuôi bốn bé ở nhà, và anh ấy bảo là thôi em ở nhà chăm con đi. Thì khi mà chị quyết định ở nhà xong rồi thì chị bảo là trời ơi, mình học đại học mấy năm rồi, mình cũng làm kinh doanh rồi, mình cũng quản lý trung tâm, giờ mà mình chỉ có ở nhà không thôi thì kiến thức nó sẽ bị trôi tuột đi. Thì lúc đầu là lúc ở nhà là định sang bên này là sẽ làm du học tiếp nối cái trung tâm tiếng Anh của mình. Nhưng mà sang bên này thì bắt đầu là lúc mà chị start up cái business này ấy, chị nghĩ trong đầu là bây giờ chị nghe quảng cáo chị nghe quảng cáo là thứ nhất là vừa nuôi con vừa làm được, không phải đi đâu. Mà chị nhớ chị còn hỏi cái chị mentor là chị ơi cái business này có phải là chỉ ở nhà là làm được đúng không, chứ em không biết đi ô tô đâu nhá. Chị bảo, chị cười phá lên rồi chị bảo là đúng rồi em cái này không, chị làm ở nhà thôi mà không cần phải đi đâu. Thế là chị đến với nó rất là tình cờ, bởi vì là tính linh hoạt của nó, rồi là thì thôi cứ làm đi đã, tạm thời là bây giờ mình có một cái job để bắt đầu mình học và làm. Thế xong sang bên này thì chị vẫn đi bắt đầu là đi khởi sự cái du học, nhưng mà không có làm được, thế nó khó quá, phải đi đây đi đó rồi phải di chuyển nhiều, rồi lại phải start up lại từ đầu, không có hệ thống gì support, xong rồi chị nản quá. Thế là chị lại quay lại cái business này, nó như là một cái duyên ý, khi quay lại cái business này làm, thế là làm đến bây Wow, hay giờ. quá. Thật sự đúng là những cái gì mà chị đã trải qua đó đúng là một cái sự chuyển mình ngoạn mục trong cái business này luôn á chị ha. Một người mới vừa sang Canada phải trông bốn con nhỏ, mà chưa biết lái xe nữa. Mọi người em hay chọc chị Lan Anh lắm không biết lái xe mà chỉ ở nhà thôi, mà xây cho mình một cái đế chế rất là vững vàng trên nền tảng mạng xã hội, thì thật sự nó rất là amazing. Chị Hằng ơi, còn chị Hằng thì sao? Hỏi chị Hằng. Wow, nghe câu chuyện của Lan Anh thấy rất là thú vị. Thế còn với chị thì từ lâu rồi thì chị đã luôn mong muốn là mình cần phải đa dạng hóa nguồn thu nhập. Từ thời sinh viên ấy, lúc nào cũng vừa học vừa làm, xong ra trường hầu như không bao giờ ngồi yên một chỗ làm một một thứ đâu, bởi vì mình biết rằng là nếu để thu nhập của mình phụ thuộc vào một nơi và một ông sếp thì rất là nguy hiểm. Và đặc biệt là khi chị có gia đình và có em nhỏ thì lúc đấy cái khao khát mong muốn là mình phải đa dạng hóa nguồn thu nhập nó càng lớn. Thế nhưng mà đa dạng hóa nguồn thu nhập lại không có nghĩa là lấy đi mất thời gian dành cho gia đình và cho các con. Thế thì mình cứ loay hoay tìm kiếm các cái
các cái cơ hội ở ngoài kia. Và chị cũng đã thử tham gia một vài cái mô hình nhưng mà nó không phù hợp. Có những mô hình thì đòi hỏi vốn lớn, thì mình làm cái người đi làm công ăn lương bình thường thì lấy đâu ra nhiều tiền. Thế có những cái mô hình thì đòi hỏi mình là phải bỏ trẻ con ở nhà và đi ra ngoài để gặp gỡ người nọ người kia rồi demo sản phẩm. Và có những lúc mình bước ra ngoài mà hai con khóc ở phía sau, thì tức là làm người mẹ thì mình cảm giác kiểu như là trái tim mình vỡ vụn ra khi mà thấy cái cảnh đấy. Mình cứ phải là bước đi, bởi vì là mình mong muốn là có cái nguồn tài chính tốt để chăm sóc gia đình tốt hơn đó. Đó, và nó cứ giằng xé trong cái việc như vậy. Rồi thậm chí là gia đình chị cũng có những lúc rất là mâu thuẫn, rất là căng thẳng với cái việc là vợ cứ lao ra ngoài để kiếm tiền. Thế thì đến năm 2020 thì mọi người đều biết là dịch Covid xảy ra trên toàn cầu đúng không? Và mọi người buộc phải ở nhà. Stay at home là cái chuyện hết sức bình thường, trẻ con cũng học ở nhà. Thì lúc đấy mình cứ ở nhà như vậy, mình bảo thế này không ổn. Cứ ở nhà mà làm việc ở công ty cứ online từ xa và thu nhập chỉ có thế thôi thì không ổn, không ổn tí nào cả. Thế là cứ search vòng quanh. Thì hồi xưa chị Lan Anh là hàng xóm cùng với nhau đúng không ạ? Thì hai chị em biết nhau từ trước rồi. Thì sau này khi mà Lan Anh chuyển sang Canada sinh sống thì mình cũng âm thầm theo dõi cô bé ấy thôi, bởi vì đã từng là hàng xóm và rất thích các đứa con lai của nhà Lan Anh á. Thế thì sau đó mình bảo cái cô này cô làm cái gì nhỉ, mà thấy cứ lên mạng chia sẻ cái gì vui lắm, rồi phỏng vấn bao nhiêu người khắp nơi trên thế giới, và mình tò mò vào mình xem. Thế xong Lan Anh nhớ là hồi đấy chị có reach out với Lan Anh, chị hỏi Lan Anh em làm cái gì mà hay thế cho chị làm với. Đó, và rất là nhẹ nhàng như vậy thôi, và bước vào kinh doanh một cách rất là nhẹ nhàng với cái khao khát là mong muốn đa dạng hóa thu nhập mà vẫn có thời gian để chăm sóc được cho các con, cho gia đình. Thế là ngoằng một cái đã hơn 3 năm rưỡi trong business này. Thì đấy là cái câu chuyện của chị. Wow. em cảm thấy là mọi người đến với cái business này nó đều có một cái duyên chị ha. Đủ duyên thì sẽ đến thôi. Còn chị Chi Mai thì sao chị hả? Nói chung là em nghe chia sẻ của chị Lan Anh và chị Hằng thì ở đâu đó có một chút em ở trong đấy, nhưng mà với em thì cứ duyên đến cái business này của em nó bắt đầu, và để mà đón nhận được cái cơ hội này thì nó cũng khá là một cái hành trình. Thì có chị Lan Anh ở đây là chị Lan Anh cũng biết là để mà hướng dẫn em vào được cái này là một cái sự gọi là rất là phải patient đúng không ạ? Thì em sang bên này là năm 2013, xong rồi có em bé 2015, xong rồi ở nhà đến 2018. Là cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà thực sự thì trước 2021 em mới chính thức vào đây chứ nhỉ? 2018, có nghĩa là 2018 là cái thời điểm mà em bắt đầu cảm thấy có những cái bí bách ở trong mình, là ở nhà với bé đầu xong đến bé thứ hai, xong lúc đấy lại phải chuyển ra ngoài ở, đi thuê nhà, và mọi thứ là mình thấy là mình dồn nén, mình thấy mình rất là kiểu bị tụt hậu lắm rồi. Mình ở nhà và lo hoài bỉm sữa với con, xong rồi khi mà ít lên mạng lắm, nhưng mà khi mà thi thoảng lên mạng là sẽ nhìn thấy các bạn đang có những cái công việc và mọi người rất là hoạt bát, mọi người nói chung là lúc đấy mình nhìn lại mình là mình cảm thấy là nếu như mà sau khi mà các con lớn không biết là mình sẽ thành như thế nào, bởi vì là trong cái thời gian này gần như là mình không có một cái gì đấy để phát triển bản thân cả, là bắt đầu đi tìm kiếm những cái cơ hội để làm. Và đấy thì từ 2018 đến 2020 thử một vài, em nhập hàng từ Việt Nam quần áo sang đây thử bán xem, nhưng mà ở vùng xa thì trời ơi vận chuyển xong rồi ship xong nó cứ chạy lung tung không à. Bên đây á, em ở vùng xa xong thì khoảng là ship hàng á, nó cứ mất hàng của người ta xong rồi á, tại lại là không kiếm được một đồng nào, mà đầu em lúc nào nó cũng mệt mỏi. Thế là em thấy á, xong lại xa đấy là cái đấy là không xong rồi, xong quần áo nhập sang là để đống đấy luôn. Thế xong về sau này con sinh ra là có mấy cái cho con mặc được. Đấy là lãi của cái vụ đấy. Thế xong sau là một cái mô hình khác thì nó cũng không có, thì thấy là online thì vào thử làm, nhưng mà lúc đấy là cũng không lái xe được như chị Lan Anh. Thế là cũng vẫn phải đi tìm thêm khách hàng, mà lại còn cũng phải nhập hàng về để sử dụng, xong rồi nghĩ cách là lấy hàng về thêm. Thì lấy về là ý là những cái hệ đấy thì là phải nhập hàng về dùng ấy, nhưng mà mình nghĩ là thôi thì lấy về dùng, không dùng hết thì người ta lấy thì mình sẽ lấy cái đấy để ship đi. Thế là nó cứ luẩn quẩn không ạ, nhiều thứ lắm. Thế xong rồi em không thể làm được nữa, thế là nó cũng lanh tanh mành luôn. Thế xong rồi không có đi tìm kiếm khách hàng, mà cái cách ở bên đấy thì sẽ phải là đi lúc đấy thì em ở bên em đâu có mối quan hệ gì đâu, thì mình phải lên mạng để mà post vào những cái hội nhóm này kia, thì thi thoảng có người, còn không thì họ sẽ training mình là
phải đi rích trao với người thân bạn bè, phải như này như kia, thế là em cũng làm được. Cũng thử nhưng mà thấy là ui, nhắn một lần hai lần là mọi người im lặng luôn, là mình thấy là chắc mình làm cái này chắc sau không còn ai mà muốn lại gần mình đâu. Thế là em bảo chứ đã ở vùng vùng xa rồi chưa làm thêm được mối quan hệ nào mà lại còn mất thêm người thân bạn bè nữa, chắc mình sống cô đơn suốt đời. Thế là thôi không làm cái mô hình đấy nữa. Thế xong rồi đến năm 2020 lắm là em bén duyên là nhìn thấy cái quảng cáo của chị Lan Anh. Nhưng mà vừa mới trải qua cái mô hình trước và một vài cái đó thì mình thấy là nó quá sức và mình lại không thấy là nó phát triển được cái gì, thì nghe xong cái vụ thảo xong là em lại bỏ qua một bên luôn. Bởi vì là lúc đấy là 2020 là em nghĩ là em sẽ định có một em bé nữa. Thế xong rồi em nghĩ là sẽ kế hoạch xong em bé đấy thì sẽ tính tiếp. Thế xong 2021 thì là có em bé thứ ba và mới nhìn lại cái quảng cáo của chị Lan Anh. Và lúc đấy là em cực kỳ ở cái thời điểm là bây giờ là không thể nào mà ở trong cái tình trạng này được nữa rồi. Bởi vì là ba em bé xong rồi một mình anh xã lo, xong lại còn đi thuê nhà nữa. Xong em sang bằng đấy năm trời em có, nói chung là em không có một cái biểu hiện nào được để mà có thể là bố mẹ yên tâm được về cái vấn đề tài chính đâu. Thực sự thì là mình không có, vợ chồng thì rất là bảo ban nhau nhưng mà về vấn đề tài chính thì em không có một cái gì đấy để cho bố mẹ thấy là mình ở nơi xa là mình đảm bảo được cái cuộc sống cả. Thế nên là nó cũng là một cái lý do mà em rất là mong muốn để phát triển cái bản thân mình, để mình hỗ trợ cùng với anh xã phát triển cái cuộc sống, trả bill trả biếc này kia, rồi các con nó cũng lớn, nó còn phải đi học nữa, nhiều thứ phải lo. Xong bố mẹ ở Việt Nam thì mình cũng rất là mong muốn là bố mẹ thấy được mình phát triển được cái bản thân và có được một cái sự thể hiện cụ thể nào đấy để bố mẹ thấy được một ở mình một cái chút báo hiếu đấy. Thì thì đấy là cái thời điểm mà em nhìn thấy lại cái quảng cáo của chị và em bảo là thôi thì bây giờ mình vẫn còn rất là luẩn quẩn lắm rồi, và nếu như mà mình không có tìm hiểu và mình cứ đứng ở ngoài, mình cứ suy đoán nó giống như những cái mô hình trước và mình cứ suy diễn nó sẽ như thế này, sẽ như thế kia, và không có tìm hiểu một cách cụ thể như thế thì mình tự đánh mất cái cơ hội của mình, nhỡ đâu nó tốt thì sao. Thì đấy là em mới lúc đấy là mùng 3 tháng 3 năm 2021 đúng không chị, là bắt đầu em vào đóng phí này, là vào sâu tìm hiểu đấy. Và em nhớ là suốt từ cái lúc đấy đến khi em chính thức bắt đầu làm là em phải, hồi đấy tiếng Anh rất là kém, rồi suốt ngày phải nghe đi nghe lại cái pre-coaching video, xong hỏi chị, xong hỏi lên hỏi xuống đấy. Thì đấy là sau khi mà được chị thông não là đấy, cái mô hình nó làm như vậy rất là clear rồi, rất là nhân văn, rất là tuyệt vời rồi, vào đến bên trong cộng đồng là cho lúc đấy á, em vào cộng đồng em thực sự là em ngợp lắm chị ạ, em thấy thu nhập và em sợ lắm mà lúc đấy em trời ơi những cái này á, lúc đầu em nghĩ nó là ảo ấy chị, thật sự luôn lúc đấy, tại vì các chị tưởng tượng là lúc đấy em ở một cái miền quê mà mình không đi làm ấy, kể cả là 100-200 đồng một tháng mình không có thì những cái con số đấy làm sao mà mình tưởng tượng được. Và nhưng mà đến khi mà được chị hướng dẫn tìm hiểu kỹ rồi thì mình thấy là make sense, mà mình biết là tại sao mọi người lại có được cái thu nhập như vậy. Thì em lại quay ra cái vấn đề là mình có làm được không, bởi vì lúc đấy tiếng Anh không có, sang đây gần một chục năm thì ở nhà không có động đến máy tính, không có hoạt động một cái gì về kiểu để phát triển cái đầu óc của mình ấy đó. Và rất là introvert, tại vì là mình em sang đây thì giống như em như ở ẩn vậy, em có làm quen, em có làm ai đâu. Nên lúc đấy em cũng không biết là bây giờ mình có làm được không, mà sợ, quay ra là sợ là ở cái bản thân mình là mình có thể phát triển được không. Nhưng mà sau rồi em mới cái quyết định cuối cùng ấy, sau khi mà em suy nghĩ thật là kỹ rồi ấy, thì em mới quyết định là bây giờ ấy, mình không đón nhận cái cơ hội này là mình sẽ không bao giờ phát triển được bản thân. Bởi vì là chỉ có cái này mình mới làm được trong cái môi trường quốc tế mà hay lắm nha. Trước đấy em đã, trong đầu em ấy là em luôn cầu nguyện là em làm sao mà em tìm được cái cơ hội nào mà em có thể học để phát triển bản thân được, phát triển được tiếng Anh, ít nhất là cái tiếng Anh của em để em tự tin được với hòa nhập với cái cuộc sống ở bên New Zealand. Xong sau đó là mình sẽ
tìm được một cái công việc nào đấy, thì đấy là một cái nguyên nhân mà em bấu víu để em đón nhận cái cơ hội này. Có nghĩa là ít nhất là mình sẽ, với cái số tiền đấy bỏ ra, là mình sẽ phát triển được bản thân, mình sẽ học được tiếng Anh, để nếu như mà không thành công được trong đây, mình cũng làm việc được trong một cái môi trường quốc tế, mình phát triển được bản thân, sau đó thì mình sẽ tự tin để mà tìm kiếm được một cái cơ hội nào đấy làm việc, ít nhất là để kiếm đủ tiền để duy trì cuộc sống gia đình, hỗ trợ anh xã sau này. Đấy là một cái lý do mà nó là cái lý do chính để mà lúc đầu em bắt đầu luôn đấy, bởi vì là lúc đấy em không tự tin để em có thể kiếm được nhiều tiền hay là có tiền từ đây ra luôn đấy, thì đấy là cái lý do đấy. Và mọi người đến với cái business này là đều có một cái timing khác nhau chị ha. Và em những cái gì mà chị Hằng kể và chị Chi Mai kể thì em cũng đều trải qua, mặc dù em còn rất là trẻ nhưng mà em cũng thử qua rất là nhiều mô hình rồi mọi người. Đa cấp em cũng đã từng làm năm em 19 tuổi. Rồi em đã từng bán hàng dược phẩm online, rồi em cũng từng có một cái Etsy store để mà em tự design và thiết kế áo để mà em bán, thì em làm cũng ok. Nhưng mà em thấy là những cái công sức mà mình bỏ ra, cái tiền lời mình thu lại nó chưa có xứng đáng cho lắm, cho nên là đó là lý do tại sao mà em không có tiếp tục làm nữa. Thì em khi mà em ngồi em nhìn lại, em vẫn còn nhớ cái ngày mà người ta nói là những người làm kinh doanh thường rất là đơn độc và rất là lẻ loi, ngay cả những người nhà của mình hay là những người mà đầu óc tay gối với mình vẫn không có hiểu được. Thì đúng là như vậy, sau khi mà em tìm được cái business này, em thấy nó rất là đúng cái câu nói đó. Bởi vì em còn nhớ như in cái ngày mà em rất là excited để mà em kể cho chồng em nghe là em đã tìm đúng cái mô hình mà ở đó là nó có đáp ứng được những cái nhu cầu mà em đang cần. Thứ nhất là nó phải cho em một cái đào tạo bài bản, bởi vì tất cả những cái kinh doanh online trước đây em làm đều là do em tự mày mò mà em học, mà đến khi mà mình bị một cái vấn đề gì đó trong kinh doanh, mình không biết là bám víu vào đâu và mình cũng không có được cái knowledge, được cái kiến thức để mà mình vượt qua những cái khó khăn đó. Cho nên là cái kinh doanh tiếp theo mà em muốn làm thì em phải là em cần có một cái chương trình đào tạo bài bản cho em, để mà em có thể là em tin là cái gì mà nó bắt đầu bằng những cái kiến thức thì mình vẫn làm tốt hơn là tự mày mò đó. Rồi cái thứ hai nữa là cái nguồn thu nhập phải xứng đáng với những cái công sức mà em bỏ ra, chứ nó không phải như là những cái kinh doanh kia mà em làm nhiều khi mình lỗ luôn chứ mình không có lời đó. Thì khi mà em rất là excited kể cho chồng em nghe thì chồng em còn nhớ là chồng em ngoan ngoãn bỏ đi, mà còn ngoái lại nói một câu nữa là thôi đã bao nhiêu cái kinh doanh rồi. Cái này thì lần này cũng không có khác gì đâu, thôi nhưng mà em cũng ráng năn nỉ. Nhưng mà cuối cùng thì anh cũng nói là thôi bây giờ lập một cái bản kế hoạch đi, là ok vốn bỏ ra bao nhiêu, rồi bao nhiêu lâu sẽ lấy lại được, rồi tiền này sẽ đi về đâu, rồi tiền đó. Em chóng mặt quá, em nói trời, bây giờ mình chưa biết là mình bắt đầu như thế nào nữa, mà bây giờ bắt mình là phải hứa là bao nhiêu lâu thì sẽ lấy lại vốn, rồi làm như thế nào. Em nói thôi thôi mệt quá, anh không anh thôi khỏi đi, để em tự vươn chải. Thế là em phải năn nỉ cô em gái của em, rồi em tự tìm cách của em, tại vì em thật ra em cũng khá là tự lập á. Mình tôn trọng người ta thôi, nhưng mà thật ra là mình cũng khá là tự lập. Thì đó là cái hành trình mà bị tạt gáo nước lạnh vào mặt của em. Còn các chị thì sao? Khi mà cái giây phút mà các chị kể cho chồng nghe về cái cơ hội kinh doanh này, bởi vì em biết là có rất là nhiều các chị đang tìm hiểu cái mô hình kinh doanh này gặp phải cái vấn đề này, và em muốn cho mọi người biết là đây là chuyện không phải của riêng ai. Chị Lan Anh, chị sao? Kể chuyện của chị nhé. Chuyện của chị thì khi mà chị lại rất là may mắn là khi mà mình vào trong cộng đồng ấy, thì lúc mà mình xem cái workshop ấy là chị đã khá là hiểu rồi. Bởi vì trước đó là lúc nào anh nhà chị cũng giáo giáo là sẽ về Canada nhá, nhưng mà kiểu không biết ngày nào về ấy. Nên là lúc đầu trong đầu chị cũng tính là nếu mà về thì mình sẽ làm cái gì. Thì hồi đó là cũng đã định là số hóa các khóa học tiếng Anh của chị để có thể là
tạo ra được cái nguồn thu khi mà mình đang ngủ, hoặc là nếu mà mình có di chuyển mà mình phải mất khoảng thời gian để xây lại, dựng lại sự nghiệp thì mình vẫn có một khoản thu ấy. Thì ước mơ thì vẫn chỉ là ước mơ thôi. Lúc đó hai vợ chồng lao vào làm các khóa học xong rồi, xong rồi đến lúc mà cái phần coding rồi website các thứ hook up rồi email campaign, ôi nó khó kinh khủng khiếp. Có những cái hôm mà làm việc mà hai vợ chồng set up xong cái email rồi nó tắc ấy, nó tắc ở đấy không biết làm thế nào cả, xong cả mất nửa ngày để làm, xong chán quá 6 tháng mà thôi dẹp điệm, không làm nữa, lại quay trở lại dạy học như bình thường. Thế là chính cái khoảng thời gian đấy nó hun đúc mình, nó giúp cho mình tìm hiểu về các mô hình kinh doanh, rồi lúc đấy chị cũng đã hiểu về phễu bán hàng là như thế nào, rồi chiến lược email campaign để giữ chân khách hàng như thế nào, lúc đấy chị cũng đã hiểu hết rồi. Thì đến khi mà nhìn thấy cái hệ thống này là mình đã thấy thông minh quá, mình cũng so excited để nói với anh nhà chị là bảo thôi em làm sao được, Canada thì em không biết, mối quan hệ thì em cũng không có, tiếng thì em cũng không phải là quá dành, thế bây giờ em định làm thế nào? Xong rồi chị cũng ngẩn đò te ra. Thế xong anh ấy hỏi thế thì chị biết là anh ấy đã không đồng ý rồi. Đến lúc mà chị lại quay lại xem vì cô chính tiếp cũng thức 3 đêm giống kiểu chị Mai á, để xem xem đi xem lại xem kỹ. Xong lần này thì kiểu bắt đầu là lập kế hoạch để trình bày ra là kiểu trong vòng khoảng mấy ngày cứ nghĩ đến là bây giờ mình sẽ nói câu này trước và mình sẽ present là điểm này đến đây là điểm mạnh. Nói chung là suy nghĩ mấy hôm rồi cũng bắt đầu là lân la lại, anh ơi em vẫn muốn làm. Thế là hỏi anh ấy bảo không làm gì cả. Thế là chị bắt đầu cũng đưa ra những cái luận điểm đấy, chị đã đưa ra những luận điểm mà chị nói rồi so sánh các thứ, xong rồi anh ấy cũng bảo là anh ấy im lặng không nói gì nữa. Rồi anh cũng chẳng nói là cho làm hay không, mà chị rất là muốn làm rồi. Thế xong rồi lần thứ ba chị lại nói chuyện, và nói xong thì anh ấy cứ cứ bảo không rồi là bây giờ mình đang di chuyển thì không có vốn này nọ kia đi các thứ. Xong rồi chị bảo là nếu mà em tự lo được thì anh có cho em làm không. Thế là anh cũng không nói gì, thôi chị cứ ngồi đấy chị khóc, thế nước mắt cứ tuôn ra. anh ấy nói một câu chứ lại khóc rồi. Thế là một lúc anh bảo thôi làm đi, mệt quá. Thế xong buồn cười lắm. Thế để kể thêm một cái này nữa là lúc mà đấy thì phải đăng ký giấy phép kinh doanh. Thì nếu mà dùng giấy phép kinh doanh là dùng chứng minh thư của chị thì là sẽ có thể là sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà xin định cư tại Canada. Lúc đấy coach bảo thế. Thế là chị bảo anh ơi cho em mượn. Bắt đầu đến cái phần này bắt đầu là ông ấy còn mắng cho thêm. Anh ơi cho em mượn ID của anh được không? ID của anh làm cái gì? Để em đăng ký kinh doanh ạ. Được voi rồi. Lúc đấy bắt đầu ông ấy mới. Xong rồi ông ấy ngồi mắng cho. Xong rồi chị bảo không biết làm thế nào. Cứ ngồi đấy thôi. Kiểu gan lì ngồi đấy. Xong rồi bởi vì nhà chị là phải đồng thuận thì mới được làm. Thế nên bên là cứ ngồi đấy xong lại dở cái màn khóc ra. Thì anh nghe bảo là thôi được rồi, để anh điều nghiên cái công ty này đã. Nếu mà trong trường hợp mà cho anh một ngày, tức là cho anh nghe một ngày xong anh ấy điều nghiên một hôm thì anh ấy đưa số cho chị. Thế là được làm. không phải là đó, mấy hôm mà cứ nghĩ xem là phải trình bày như nào rồi các thứ kiểu thôi. Wow. Còn chị Hằng thì sao chị Hằng? Nghe câu chuyện của Lan Anh mà vừa vui vừa xúc động ấy, vừa thấy hài hước mà xúc động quá cơ. Thì lại nghĩ đến cái câu chuyện của chị. Thì ở nhà chị thì anh xã chị là một người hầu như là đứng ra để gánh vác kinh tế gia đình toàn bộ. Gia đình bên nhà anh cũng rất đông anh chị em, bên nhà chị cũng rất đông anh chị em. Thế thì mình chỉ là một người đi làm công ăn lương và cái mức thu nhập rất là bình thường. Thì chị nhớ là cái có khoảng thời gian cách đó cũng khá lâu rồi, thì có một đợt tự nhiên là kiểu như là các chi tiêu sinh hoạt trong gia đình thường là cứ hết anh lại đưa chị chi tiêu. Thì mình cũng là cái người khá là giản dị, mình không có nhu cầu cao sang trọng gì cả. Thì tự nhiên có hôm anh bảo với chị là vợ tiêu gì mà tiêu như phá mà thế. Trời ơi, mình tức là mình cảm giác cực kỳ bị tổn thương ấy. Và tất cả những cái chi tiêu là mình chỉ cho con cái này, cho gia đình này, mình có ăn chơi cái gì bên ngoài đâu, anh bảo thế. Thế là chị nhớ cái dạng đấy là phải nguyên một tháng, cứ tối nào trước khi đi ngủ chị cứ lôi quyển sổ chị ghi hết từng đồng, hôm nay mua bao nhiêu mắm, bao nhiêu muối, bao nhiêu đậu, mua hết vào. Thế xong anh rất ngạc nhiên, xong anh hỏi là làm gì đấy, bảo em ghi vào để xem là em tiêu phá mà những cái gì mà nhiều tiền của anh thế. Thế là anh bảo bây giờ hơi à. Đấy, nhưng mà để một cái câu chuyện để thấy rằng là không được, mình là phụ nữ mặc dù cái vai trò của người mẹ là trông con trong gia đình nhưng phải kiếm được tiền,
bởi vì không thể nào để anh chồng lại bảo mình như thế cả. Thế thì sau đó là thế thôi, từ khi anh bảo như thế thì thôi chị lại dẹp cái quyển sổ đấy đi, mà không biết là còn giữ quyển sổ đấy không. Đấy, phải muốn là thấy dưng xúc động ấy. Thế thì sau đó là mình vẫn cứ khao khát là phải tìm kiếm đa dạng hóa nguồn thu nhập, không thể để phụ thuộc vào nguồn thu nhập, để lúc nào mà mình cần chi tiêu mình phải có tiền. Ví dụ như là ví dụ cuối năm Tết đến mình muốn biếu ông bà bố mẹ mình chẳng hạn, thì mình phải có tiền, mình chứ không thể lúc đấy là anh ơi cho em tiền để biếu bố mẹ xấu hổ lắm. Hay là ví dụ là chị rất thích là cho trẻ con đi trải nghiệm đây đó, thì cứ mỗi lần đi thì anh chị cũng rất là kiểu chăm sóc gia đình, yêu chiều vợ con, nó đi lại anh đưa tiền để đi. Nhưng mà mình bảo cứ thế này mãi không ổn, mình phải làm nó tiền để mình tự đi, lại đi đâu cũng phải ngửa tay xin tiền. Đấy, thế thì cái khao khát là mình phải đa dạng hóa nguồn thu nhập, nó cứ như vậy như vậy. Thì cho đến khi mình bắt tay vào làm kinh doanh này, thì hồi xưa đã có một lần là chị tham gia một cái mô hình trước đây mà cứ bỏ con ở nhà và hai vợ chồng rất là căng thẳng với nhau rồi. Thì mình bảo lần này không thể thế như thế được, mình phải tìm một cái cách khác, không thể đối đầu như thế được. Bởi vì căng thẳng như vậy là mình sẽ không thể chịu được, vì mình đã bao nhiêu áp lực chăm con thứ rồi. Thế này bắt đầu chị chọn phương án chị âm thầm chị làm. Thế thì anh xã chị tự nhiên thấy một hồi lại vợ cứ loay hoay với cái máy tính với cái điện thoại. Tiếng Anh thì mình cũng đâu có giỏi cái hồi đó, máy tính thì cũng dở ẹc ấy, thế cứ loay hoay điện thoại máy tính. Thế xong rồi sau cũng thấy phát hiện ra mình làm cái gì đó online thì thỉnh thoảng có hỏi, thì chị nhất quyết chị không chia sẻ, chị cứ ậm ừ ậm ừ chị cứ thế. Xong rồi cứ lúc nào anh ở nhà thì thôi mình lại chăm chút gia đình như bình thường, anh đi báo mình lại lôi ra. Thế xong rồi nhiều lúc là chồng con đi ngủ thì mình lại lôi cái máy tính ra khu vực bếp để mình ngồi âm thầm mình làm việc đó. Thế thì sau đó thỉnh thoảng anh cũng bảo là cẩn thận nhá, khéo là lừa nhá, kiểu thế. Thế xong rồi chị nhớ lại có một lần là có đứa cháu đến nhà nó chơi ấy, thì lúc đấy mình mới làm được một thời gian, thì đứa cháu nó hỏi là cậu ơi cậu, thế mợ làm cái gì mà con thấy mợ cứ xuất hiện trên mạng xã hội. Thế thì anh chị bảo là lại làm cái thứ vớ vẩn ấy mà, kiếm một đồng nào về về nhà đâu. Trời ơi, nó lại làm cho mình rất là bị tổn thương, trong khi mình đang nỗ lực và cố gắng, và mình đã rất là nỗ lực bởi vì là đã vừa đi làm công ăn lương này, vừa chăm con đã rất là nhiều việc, nên mình lại thêm một cái business online này nữa mà bị nói như vậy. Mình bảo thôi rồi, chính cái sự gọi là nói như vậy, những cái câu nói như vậy làm cho mình phải quyết tâm thành công bằng được. Thế là chị cứ âm thầm, chị âm thầm chị làm thôi, và chị vẫn lựa chọn phương án âm thầm là không có chia sẻ, không có gì cả, và không có ảnh hưởng gì tới gia đình. Vẫn đi làm về, vẫn chỉnh chu đưa đón con, vẫn nấu ăn, vẫn các thứ, và mình cứ làm vào lúc nào mà anh đi vắng hoặc là lúc cả nhà đi ngủ thôi, kiểu như vậy đó. Thế xong mãi sau, phải đến cái lúc mà chị nhớ phải hơn một năm sau, khi mà mình bắt đầu mang về những khoản thu nhập lớn lớn. Tất nhiên ban đầu những khoản thu nhập gọi là vừa phải thì với anh thì anh không để ý được, bởi vì anh luôn cho rằng là phụ nữ vợ thì chỉ ở nhà chăm con và làm gì cũng được, nhưng mà phải có thời gian chăm con mà không cần thiết thu nhập bao nhiêu. Thì chỉ nhớ là cái hôm đấy là khi mà khoảng hơn một năm rồi đấy, thì cái lúc mà hai con đi học hết thì hai vợ chồng ngồi ăn cơm tối ấy, thì bắt đầu tài khoản tinh tinh về. Thế thì mình mở ra để mình check, mình bản thân mình cũng không tin vào mắt mình là tại sao mình có thể có cái thu nhập tốt đến như vậy. Thì mình có xìa ra cái điện thoại và anh đọc cho em xem nó là bao nhiêu số. Thế chả để anh nói gì, để anh liếc liếc không nói gì cả, xong vẫn cứ âm thầm lặng lẽ ăn cơm như bình thường. Thế mình không hiểu là chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà sáng hôm sau thì lúc mà mình vẫn ngủ chưa dậy thì đã thấy là ba bố con hò nhau là kê một cái phòng làm việc để cho mẹ làm việc. Thì mình là anh ấy đã bắt đầu ủng hộ. Và tất nhiên anh nhà chị thì không phải theo kiểu là anh ủng hộ vợ, vợ làm đi thoải mái, anh không nói đâu. Nhưng mà âm thầm cái việc là chuẩn bị một cái phòng làm việc riêng cho vợ, bây giờ chị có một phòng làm việc riêng thật là happy. Thế và sau này thì những cái việc chăm con đưa đón thì anh cũng nhiều khi anh xung phong làm hơn, hoặc là chị làm những cái coaching call mà buổi đêm, bởi vì mình lệch múi giờ, đôi khi mình phải làm khuya 10, 11, 12 giờ thì anh không có cằn nhằn như hồi xưa nữa. Chứ hồi xưa mà làm khuya làm hôm một cái là thế nào cằn nhằn ngay. Chị nhớ có lần là chị đang làm trong phòng ngủ ấy, thế là anh đi về cái anh bảo đi ngủ đi ngủ đi ngủ, thế là tắt phụt đèn luôn đi ngủ, không cần biết vợ đang làm gì, em nó ấm ức vô cùng ấy. Đấy, mà rõ ràng là cái sự ngăn cản như vậy nó làm cho mình thành động lực là mình cần phải thành công. Và sau này khi mình bắt đầu có sự thành công thì thấy là anh bắt đầu cái tôn trọng công việc của vợ hơn, bắt đầu là hỗ trợ vợ trong cái việc nhà. Và thực sự là lúc đấy là mình thấy là cảm giác là đúng là khi mình có ông xã ủng hộ phía sau thì cái business của mình nó phát triển nhanh hơn hẳn. Đó là câu chuyện chị, và thực sự nó làm cho mình rất là xúc động khi kể lại những câu chuyện này đó. Đúng rồi. Thật sự cả một cái quá trình và cả một cái đoạn đường phải đi chị ha. Chị Kim Mai thì sao chị hả? Ôi, cảm ơn Trâm là quay lại là cái lý do bước vào cái business này là vì muốn học tập này, muốn phát triển bản thân này, và một trong những cái lý do đấy đó là bởi vì là trọng đấy, nếu như mà em không có bước vào cái mô hình này em làm sao làm được được quen chị Lan Anh với Hằng, với lại chị Hằng, với lại Trâm, mọi người ở những cái đất nước khác nhau, mà nếu như ở Việt Nam em không bao giờ mà em có thể làm việc được những anh chị mà học được ở thị trường ngoại thương ra, đúng không? Làm sao mà làm được với một cô bé mà làm ở trong phòng kinh nghiệm DNA của Mỹ, đúng không? Đấy, nên là mọi người thấy là lúc đấy ấy, cái mơ ước của em là trời ơi, em vào đây em được kiểu như là phát triển và làm việc với những người kiểu ở tầng cao mới ấy.
xong rồi đấy là nó sẽ là động lực cho mình học hỏi được rất là nhiều từ mọi người. Thì đấy là quay lại một chút về cái lý do, nhưng mà xong sau đấy rồi lại vấp vào anh xã, cũng giống y như trai như mọi người thôi, đến lúc mà rất là hồ hởi để chia sẻ với anh ấy thì anh ấy nói là không, anh ấy bảo là cái mô hình này ấy, nó sẽ giống như là em sẽ đi để em tìm những người nghèo ấy, em phải tìm người nghèo mà bán hàng các thứ, bởi vì anh sẽ đánh đồng với những cái mô hình khác là đấy cứ 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 đi tìm người, mọi người mà thuyết phục họ mua hàng, mà anh nói là em đâu có biết lái xe đâu mà em làm cái này em làm sao làm được, và em không có một cái kiến thức gì hết, nên là những cái trước em sát nó cũng đâu có làm được cái gì đâu, nên là anh không đồng ý. Anh không đồng ý, mà cái anh nhà em ấy là anh không đồng ý, là anh chỉ nói không thôi, còn nếu như mà đã cố thuyết phục là anh ấy im lặng, anh ấy im lặng luôn, anh ấy làm, anh ấy phản đối theo kiểu là im lặng không nói gì ấy, có nghĩa là nếu như mà làm ấy thì đừng có nói chuyện với nhau, nó không có gì để nói nữa, kiểu thế, là cũng không nói lại luôn. Là kiểu như là mặc đấy, kiểu đấy. Thế là em còn nói chuyện thì anh cứ nói thì cứ nói thôi, còn anh cứ chẳng nói lại gì. Đồng ý có nghĩa là không có biểu hiện là không đồng ý. Thế nên là sau khi mà em mới nói chuyện ngoài mà, cái thời gian mà em nhớ là gần một tháng đúng không, mình có một tháng để mà tìm hiểu, thì chị Lan Anh nhớ là em đầu tháng 3 xong rồi đến gần cuối tháng 4 là em mới, và em còn nhớ là anh ấy hỏi chứ em, anh bảo chứ những cái này là không có thật đâu, bây giờ em bảo cốt của em đi mang cái giơ cái tài khoản của cô ra đây xem là cái thu nhập nó có như vậy không, chị Lan Anh nhớ không, chị Lan Anh nhớ cái đấy không, xong rồi anh ấy bắt em là bây giờ ấy là phải bảo cốt của em là đưa cái tài khoản của bạn ấy cho anh nhìn thì anh mới tin, xong em bảo là cái đấy là cái cá nhân của người ta chia sẻ trong cộng đồng, anh tin thì anh tin, không thì anh không thể nào mà bắt người ta đưa cái tài khoản người ta như thế được, nó là cái rất là cá nhân. Xong anh bảo là ừ anh biết cái đấy là cá nhân, nhưng mà cái này nó là cái lòng tin để em có thể làm hay không làm, nó là cái quyết định là cái quan trọng, nên là anh muốn xem, còn nếu không thì đừng nói chuyện với anh nữa. Đấy thì em không thể nào mà thuyết phục cho cách đấy nữa, thì em mới quyết định là bây giờ ấy, nếu như mà mình không quyết định và mình không tự thay đổi thì cái đấy mình vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn của mình, và mình không thể giải thoát được chính cho bản thân mình, cũng như là không có cái gì nó tiến triển hơn cả. Thế nên là em âm thầm em tự quyết định, và cái mô hình của mình thì thực ra là nó rất là flexible, khi mà mình học và làm lúc nào là do mình thôi. Thì cái lúc mà anh ấy thực sự thì anh ấy cũng khi mà em nói là em không có, anh không đồng ý nhá, xong rồi em mới nói với anh ấy là em không có làm để cho anh ấy bình thường lại vì anh nặng nề quá, mà thực sự thì mình tìm một cái mô hình để mà đang mong muốn là mọi thứ trong gia đình nó tốt hơn, mà mình chưa làm được cái gì tốt hơn mà mình thấy nó nặng nề như thế, thì em chỉ nói với anh ấy là em không có làm nữa. Và cả nhà biết không, khi mà em nói là em không làm nữa, cái mặt anh đang ở trong cái trạng thái là đừng có nói chuyện, thì mà anh ấy quay lại anh nói ui em không làm nữa, em làm cái gì được, em làm cái gì cũng được, anh ủng hộ em hết mà, anh sẽ hỗ trợ em kiểu như đấy. Còn quá dự định là lên quay YouTube để làm kênh YouTube, mà mọi người tưởng tượng là anh ấy là một người rất là sai luôn, không bao giờ mà chụp ảnh quay phim, mà anh bảo là nếu như mà em cần anh quay phim với em để mà làm video hay là làm gì trên YouTube để mà xây kênh YouTube anh cũng làm luôn, chỉ cần em không làm cái này thôi. Trời ơi, mọi người tưởng tượng là lúc đấy ông ấy đến mức thế mà thay đổi một cách gọi là ui nếu mà không làm nữa thì em làm cái gì anh cũng không ủng hộ. Trời ơi, mọi người thấy là anh ấy kiểu anh định kiến mức thế luôn. Nhưng mà em nói để cho anh ấy kiểu anh ấy vui vẻ trở lại, và mọi thứ trong gia đình gọi là không khí nó không còn nặng nề nữa thôi. Còn em vẫn tự quyết định là em làm. Đấy thì đấy là cái cú vấp mà anh ấy, nói chung là em nghĩ là anh là một cái cản trở, mà một trong những cái struggling khi mà em bắt cái đầu business này là lớn nhất, bởi vì là em bắt đầu trong một cái tâm thế rất là hứng khởi để mà mình nó nhận được một cái cơ hội nó rất là lớn cho bản thân mình, nhưng mà đồng thời thì anh cũng là một cái mà làm cho mình rất là suy nghĩ. Nhưng mà sau này rồi thì đến khi mà mình làm rồi thì một thời gian sau thì mình nghĩ là cũng rất là biết ơn, bởi vì tất cả những cái đấy nó đi qua để mình tạo động lực để cho mình, giống như chị Hằng ấy,
tất cả những cái mà mình gặp phải trong khi mà mình làm, và nó là một cái động lực rất là lớn để cho mình biết là mình sẽ phải thành công, để mình chứng minh là mình đã quyết định đúng. Đấy thì đấy là cái phản đối với anh xã. Còn cái quãng đường mà ủng hộ sau thì chắc là Trâm sẽ có cái chia sẻ trước đúng không? Đúng rồi, thì đến cái em còn nhớ là với em á, cái giai đoạn mà em thấy là chắc là có lẽ là em không có muốn giống như các chị đó, em cũng không có muốn là căng thẳng trong gia đình đó, cho nên mà cũng rất là cái thời điểm mà em start đó, thì là em vẫn làm việc ban đêm, là có nghĩa là 6 giờ tối là em bắt đầu đi làm. Thì ở chỗ làm đó, là em có giờ break này, em cũng làm cái business này trong lúc mà em đi break. Rồi khi mà em về đến nhà là 3 giờ sáng, là lúc đó chồng em ngủ rồi, nên là em có làm anh cũng đâu biết đâu. Cho nên là có rất là nhiều người cứ nói là trời sao giờ này em chưa ngủ, nhưng thật ra là em đang làm cái business này on the side, em đang xây dựng nó từ từ. Bởi vì em biết là tất cả những cái gì mà legal, những cái gì mà chân chính đó, là mình phải cần thời gian để mà mình xây nó, mình phải học để mình làm, chứ không phải là cái nào cũng là những cái nào mà nó dễ dàng quá hoặc là nó bay bổng quá thì nó không không thành không phải là sự thật đâu đó. Cho nên là em cũng biết cái điều đó, cho nên là em xây cái business mình on the side rất là âm thầm. Nhiều đêm em làm tới 4 5 giờ sáng, rồi em mới bắt đầu đi ngủ. Rất là may mắn là giai đoạn đó em không có gặp ông xã nhiều, cho nên là tụi em cũng không có nhiều hiềm khích. Cho đến khi mà cái business của mình nó nở hoa chị, thì ảnh cũng mới mới bất ngờ là nó ủa sao bình thường cô ấy cũng thức sớm đưa con đi học rồi vẫn đi làm full time, mà bây giờ có nhiều khi em nhận được những cái commission rất là lớn luôn. Và ảnh là người mở cái mailbox ra để lấy những cái commission đó, thì ảnh là người chứng kiến được những cái sự nở hoa trong cái business của em. Thì lúc đó em mới cảm giác là tất cả những cái mà cố gắng của mình nè, những cái vất vả mà mình bỏ ra trong một cái khoảng thời gian, cuối cùng nó cũng có kết quả. Mà cái điều mà mình vui nhất là mình chứng minh cho chồng mình thấy là những cái business trước mình có thể đã fail, nhưng mà nó là một cái hành trang rất là lớn để cho mình thành công trong cái business này đó. Và em lấy lại được niềm tin từ chồng của em nhờ vào cái business này. Cho nên là em, đó là những cái giây phút mà thật sự là em còn nhớ, là chị Lan còn nhớ lúc mà mình đi convention ở Cary vậy đó. Em muốn touch point một tí xíu về những cái giây phút mà thật sự là làm mình không thể nào quên được. Bởi vì em nhớ là lúc đó là đi convention, thì em cũng có những bạn business partner của em đi chung, và cái cách mà em chăm sóc họ. Rồi khi mà em lúc đó là trong suốt 2 3 ngày là ảnh sẽ thấy cái cường độ làm việc của em từ đầu tới cuối, bởi vì ảnh đi cùng với em. Cho nên là khi mà tụi em đứng ở sân bay lúc mình đón máy bay đi về lại Michigan đó, thì ảnh có nói với em một câu mà làm em rất là xúc động, là tự nhiên nước mắt mình chảy ở giữa phi trường luôn á mọi người. Cảm giác là giống như là wow, giống này sao giống như trong phim thế à. Tự nhiên anh quay qua anh nói với em, thật ra 2 vợ chồng cũng mới sáng sớm đi về thì bình thường thôi, thì anh mới quay qua anh nói với em là em, bây giờ anh mới thấy thương em, bây giờ mới thấy là những cái công việc mà em phải làm hàng ngày on top cái full time job của em rồi. Thì anh mới nói là sau này nếu như mà em cần á, anh sẽ học những cái technical skill để mà anh có thể giúp em, Wow. giúp em Ôi, vui đó. Và từ đó về sau chị biết là ảnh giúp em rất là nhiều. Ví dụ như những giờ mà em cần livestream thì ảnh sẽ take care con, đưa tụi em ra công viên chơi hoặc là đi chỗ nào đó để mà tụi nó đừng có làm ồn, và giúp em rất là nhiều thứ lẻ tẻ lặt vặt. Giống như nếu như mà mọi người thấy những cái reel mà em đang làm hiện thời điểm hiện tại, thì là anh ấy cũng là người đã quay cho em. Thì em cảm nhận được là đúng là giống như chị Hằng nói đó, khi mà mình một một bàn tay thì cũng sẽ không có làm được hết
Nhưng mà khi mình chung tay cùng hai vợ chồng cùng làm đó, thì mình mới thấy là cái business của mình nó nở hoa và phát triển rất là nhiều, và cái lúc mà mình làm mình cũng thấy vui vẻ hơn, mình thoải mái hơn, thì cái lúc đó thì nó đúng là thật sự rất là rewarding, và những cái vất vả mà mình trải qua thật sự rất là xứng đáng, em nghĩ là như vậy. Còn chị Lan Anh thì sao chị ha? Chị thì lúc được làm xong rồi thì rất là vui. Sau đó thì nhưng mà chị biết là trong lòng anh nhà chị là kiểu cho làm thế thôi mà, nhưng mà chắc là cũng bỏ sớm giống các business trước thôi, kiểu kiểu rất là tưng tưng tưng. Và mình cũng khi mà mình gặp một cái người phản đối ấy, thì mình cần phải biết là người ta phản đối là vì thương mình, hay là người ta phản đối là kiểu ghen tị, hoặc là người ta phản đối là không, người ta chẳng hiểu gì cả ấy, kiểu vậy. Thì những người mà không biết mình phản đối và cũng chưa có hiểu mình thì mình bỏ qua đi, đúng không? Còn những cái người mà thương mình mà phản đối thì mình phải phải xem xét lại, thì mình hiểu là anh ấy lo lắng thì anh mới mới như vậy thôi. Thế nên là chị cũng mình sẽ không thể gắt được, nên là cũng chiến thuật giống như kiểu chị Hằng, là cứ anh ấy đi dạy học là bắt đầu chị lôi laptop ra, chị nhớ là bắt đầu anh ấy vòng cái đầu xe về đến cái cổng ấy, chị là chị đó và xong rồi là chờ nấu cơm nấu cơm nấu cơm, xong rồi anh ấy về hai kiểu vẫn như bình thường không có gì. Mastermind 6 tháng trời nhá, mastermind chị cũng không bao giờ được xem trực tiếp, bởi vì đoàn vào cái giờ mà cho con đi ngủ này, không bao giờ được xem trực tiếp, nhưng mà cũng không sao cả. Thế là cứ kiểu đến sáng ngày hôm sau anh ấy đi dạy cái là bắt đầu chị lại lôi mastermind ra nghe, kiểu kiểu như vậy. Và rất là excited luôn khi mà xong, cứ hết 6 tháng rồi thì đến lúc mà chị nhớ là cái lúc mà cầm về, khi mà 100 đô đầu tiên ấy là có cái check về, xong là ấy này em được em được bằng này, thì nói chung là chị không thể giấu được cái gì chị cũng khoe, mà cái gì chị cũng nói nên là không giấu được. Thế xong anh ấy cũng cười cứ ừ, chúc mừng em thế thôi, nhưng mà chẳng quan tâm kiểu vậy. Thế xong đến lúc mà chị có 4 con số, thế là bắt đầu chị bảo này, đây này em được 4 con số này. Thế xong lúc đấy anh gọi là wow chúc mừng em, xong rồi anh ấy đi qua đi lại, anh đi vào phòng thôi, anh đi lại đi ra, xong bảo là anh kiểu anh rất xin lỗi là anh đã không tin em, nhưng mà chị biết là anh ấy xin lỗi vậy thôi, nhưng mà không kiểu nhưng mà chị cũng đã rất là xúc động rồi. Thế là chị lao ngay ra cái bờ hồ, chị lao ngay ra bờ hồ, xong rồi chị bảo mình phải ghi lại cái giây phút này cho chính bản thân mình. Nói chung chị cũng chẳng biết là chị nói cái gì ở ở, ở trong cộng đồng nữa, chị vào trong cộng đồng mà chị muốn ghi lại cái cảm giác này để mình ghi lại những hành trình của mình ấy. Thế lúc ấy đến lúc phải nói xong rồi cứ khóc sướt mướt thì kiểu nghĩ xong rồi vui ơi là vui. Thế xong rồi cái cú mà làm chị khóc nhiều nhất ý là lúc mà chị đi sinh em bé thứ tư về, thì anh ý dẫn vào phòng, sau anh bảo là anh bây giờ anh có chuyện này muốn nói với em. Thế là xong rồi mình bảo là ui sao nghiêm trọng thế, nhau không hiểu mình vừa mới đi sinh con về, xong rồi có chuyện gì mà. Xong rồi anh ấy cầm tay xong bảo anh rất là xin lỗi vì anh đã lúc này. Anh mới bảo cái việc mà em đi sinh mà em có thu nhập 5 con số, hơn 5 con số, nó như là một cái cú tát vào mặt ý, kiểu anh chưa thấy một ai mà đi sinh mà lại có cái thu nhập như vậy. Thế nên là anh rất là kiểu xin lỗi vì đã không support ngay từ đầu, rồi không nghiêm túc ngay từ đầu để support em. Thế lúc ấy trời ơi nó như là một cái giọt nước tràn ly ấy, mà chị khóc 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 sướt mướt rồi hết cả con luôn ý. Vừa mới đưa con về xong, vừa mới đưa Austin về xong, vì anh ấy chứng kiến là chị có bầu này, cũng làm xong rồi cũng thi lên coach đúng cái đợt chị có bầu nhá, xong rồi đi bệnh viện sinh nhá, đi bệnh viện sinh hệ thống vẫn hoạt động, mọi người bay ở các thứ vẫn cứ vào, rồi tim chị vẫn bùng nổ. Lúc đấy phải nhờ sự trợ giúp của chị Hằng. Đó thì xong lúc đấy anh ấy mới nói thật, còn đến bây giờ thì nó lại là một câu chuyện khác rồi. Sau cái đợt đấy một cái là anh ấy chị mà lơ là với business, anh còn bảo là ơi em ơi tuyết đẹp lắm không đi chụp ảnh à, thôi đi đi, ngày xưa thì không tổ chức cái gì đâu, giờ thì đi 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 đi, xong rồi anh sẽ đưa hết cái cả gia đình ra đấy, xong rồi chừa xuống rồi chụp một cái ảnh, xong rồi anh ấy nhắc bọn trẻ con là cười tươi vào nha, cười tươi vào nha, kiểu như thế. Ôi nói chung là về sau này thì dễ lắm rồi. Xứng đáng chị ha, rồi rồi cả những năm Thì Lan Anh thì em cũng có cái màn khóc lúc mà hồi mà mới bắt đầu tìm hiểu ấy, là cũng có màn khóc đúng chị Lan Anh ấy, khóc, khóc, lăn đùng ra đất khóc rồi đi, buồn cười lắm.
kiểu hôm đấy chị Mai còn bảo là chị chết rồi, gia đình thế này thì không giữ được, chị phải gọi gọi điện hoặc làm thế nào đấy đi. Xong mình bảo là bà này có làm hay không. Ôi trời, trời ơi. Ôi, nhưng mà nói chung là anh cưng quá nên khóc cũng không giải quyết được vấn đề, là anh cũng không đồng ý, nhưng mà em vẫn cứ làm nha. Em làm xong nhưng mà anh nhà em thì anh ấy kiểu em cũng giống như vậy đấy, bởi vì ai ở đây thì bắt đầu cũng kiểu đấy, thì là mình bắt đầu mà em lại còn nói với anh là em không làm nên em càng giấu, em lại càng phải kiểu cũng anh ấy đi làm xuống farm làm là em nghe mastermind, giống như chị không thể nào mà nghe vào đúng giờ được, cứ phải nghe lại thôi. Và nhưng mà cái ngày đấy tiếng Anh em còn kém lắm, thế nên là em nghe là em cứ phải bật nó to lên, xong rồi em hôm nào mà to quá ấy, mà anh về là em không kịp tắt đi ấy, là chắc ông cũng biết, hay là ông dần ông biết. Đấy, thì cũng cái kiểu vậy. Nhưng mà bởi vì là anh ấy, với lại là sau đấy thì anh bắt đầu anh biết dần ra, thì khi mà người ta thấy mình có cái sự khác thường ấy, chăm chú vào một cái đấy thì đấy thì chắc là cũng sẽ để tâm, kiểu như là kiểu tò mò, kiểu như là để ý. Thế thì chắc là cũng biết ạ. Xong rồi em vẫn cứ cố gắng học hành rất là chăm chỉ, bởi vì là rõ ràng là vào một cái là mẹ cốt nói là em phải học bằng này mỗi ngày, là em làm y chang à, tại vì em kiểu giống như là rất kiểu vào chưa biết gì ấy, nên là cốt nói gì là làm y chang. Thế là mỗi ngày cứ phải dành ra bằng đấy giờ học, nếu mà không đủ là buổi tối các con đi học rồi à đi ngủ rồi á là cũng lôi ra học, còn hôm nào con ngủ ngoan thì cũng được 3 tiếng, còn hôm nào mà con mà ọ ẹ thì sẽ phải khoảng 30 phút thôi. Thế thì em không biết làm sao mà khoảng 1.5 tháng sau đấy thì anh ấy em thấy cái sự support của anh ấy. Em bắt đầu thấy từ 1.5 tháng luôn, nó em nghĩ là nhanh hơn rất là nhiều so với chị Hằng với cả chị Lan Anh với cả Trâm ở đây, đúng không ạ? Mà anh lại là người phản đối nhất. Thì sau rồi em mới biết là em thì em nghĩ rằng là cái thời điểm mà anh ấy phản đối là đấy, thì như anh ấy nói là anh ấy không muốn là mình đi làm những cái việc mà nó không được nhân văn như thế. Thì khi mà anh ấy thấy em làm rồi thì em đâu có phải đi đâu, em không có nói chuyện mà em cũng không chèo kéo ai cả, và em lại rất là happy nữa, bởi vì là cái lúc đấy là em với cái tâm thế vào để học mà. Em đang vào với cái tâm thế là học tiếng Anh và phát triển mà, nên là em ham học lắm, em thích học kinh khủng, nên là mà lại còn được nói chuyện với mọi người rất là nhiều. Em lúc đấy em quen với rất là nhiều anh chị em luôn, nên là kiểu mình được giao lưu, mình được chia sẻ, mình được kiểu thỏa mãn cái sự nói chuyện với mọi người. Trước đây là em đâu có ai để mà nói chuyện đâu, ngoài mấy đứa nhỏ ra, thế nên là anh thấy mình vui, mình happy. Thế nên là anh ấy mới bắt đầu là anh ấy thế thôi. Chỉ nguyên cái việc là em không có phải thay đổi bất cứ một cái gì cả. Mình vẫn cố gắng mình học thì anh chỉ thấy là mình học thôi, chứ còn mọi việc trong gia đình, từ con cái và mọi thứ, những cái routine trong gia đình, mình không có sao nhãng bất cứ một cái gì cả, không có gì thay đổi cả. Thế nên là em nghĩ là anh ấy bắt đầu ủng hộ là do anh ấy thấy mình vui hơn, mình enjoy, và mọi thứ không có gì thay đổi, thì không có cái lý do gì để cho anh ấy phản đối cả. Thế nên là em mới biết, thì giống như chị Lan Anh ấy, thì là phải thuộc xem là cái người đấy người ta phản đối mình là do người ta ganh tị hay là người ta yêu thương mình, người ta lo lắng cho mình, đúng không ạ? Thì với cái vấn đề của anh xã nhà em á, và cũng giống em nghĩ là hầu hết ở các anh chị em mà bị bạn đời không có đồng ý, là người ta mong muốn những cái điều tốt đẹp cho mình, người ta sợ mình bị này bị kia và mình bị stress đó. Thì cái lúc đấy anh ơi, em mới biết anh ấy, thì em mới hỏi là tại sao mà lại tự nhiên lại support em rồi. Thì anh nói là anh biết là em làm rồi, và dù là nó có thành công hay không thành công thì anh cũng thấy là em rất là vui với cái việc này, nên là anh không có cái lý do gì để anh phải phản đối. Và đấy thì là lúc đấy là anh ấy bắt đầu là anh hỗ trợ em đấy. Lúc đấy em chưa có thu nhập hay chưa có một cái gì hết đâu. Đấy, thì là anh ấy đã bắt đầu anh hỗ trợ rồi. Thì cái đấy là em nghĩ là em không có một kinh khai ý niệm nào để mà thuyết phục anh ấy cả, nhưng mà em nghĩ là cái mô hình của mình nó quá là hay, nó quá là tuyệt vời, nên là khi mà mình làm á, nó tạo cho mình bản thân mình một cái tự nhiên, nó toát ra là mình chính bản thân mình làm cho mọi thứ nó tốt đẹp hơn ấy.
chứ đấy thì đấy là về cái anh xã chặng đường mà anh xã anh ấy hỗ trợ em, nó cũng không phải là ngay từ đầu, nhưng mà em nghĩ là so với mọi người ở đây thì nó nhanh hơn cả đấy, đúng không ạ? Bởi vì anh xã anh cũng khá là đơn giản nhưng mà lúc mà phản đối thì chắc là phản đối gọi là cóc rồi mà vẫn không được Chị Hằng, còn em thì em thật hồi nãy thì chị Hằng có kể cái chuyện mà anh làm cái office cho chị, nhưng mà em lại tò mò là muốn biết là ngay thời điểm bây giờ thì sao chị ha, bởi vì tự là không phải ai cũng có thể làm được những cái việc mà chị đang có như bây giờ. Cảm ơn Trâm, nghe câu chuyện của Lan Anh và của Chi Mai thấy xúc động quá cơ. Với chị thì cái màn khóc lóc nó sẽ không ăn thua, bởi vì anh và chị không phải là cái người bị mềm yếu trước nước mắt của chị em mà găng thì không được, bởi vì hồi xưa mình đã găng rồi và vợ chồng giận nhau cả tháng rồi kiểu vậy thì không thể găng nổi. Thế cho nên lần này là chị lựa chọn cái sự âm thầm. Mà như ban nãy chị có kể chuyện là khi mình show cái thu nhập cho anh ấy thì anh cũng chẳng nói năng gì đâu, nhưng mà tự giác hôm sau là ba bố con hò nhau kê cho một cái phòng làm việc đó. Thế thì sau này khi mà chị cứ có thu nhập thì chị lại chia cho anh xem là ô đây này, thu nhập của em tháng này 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 đấy, thì như thế. Thế xong dần dần là anh lại giới thiệu đồng nghiệp của anh, và anh biết là những ai mà đang tìm kiếm những cái cơ hội kinh doanh mà có thêm thu nhập, anh lại chủ động anh giới thiệu cho chị đó. Thì mình thực sự là biết ơn về cái điều đó. Thế rồi anh đưa đón bọn trẻ con đi học, hoặc là có những hôm mà chị coaching call, chị bảo là em chuẩn bị về coaching call đây, à, anh xem cơm nước thế nào. Ôi, liều thế chứ, hồi xưa mình có dám bao giờ mình sai chồng cơm nước như thế đâu nhưng mà bây giờ mình nói là hôm nay nhá, mẹ bận hay là em có cuộc coaching call giờ, anh xem cơm nước hộ em, hay là anh đi đón con, chứ vì em có thế nọ thế kia thứ, hoặc là đêm hôm thức khuya thì anh không cằn nhằn, không nói năng gì nữa. Thế mà thậm chí sau này là khi mà chị show thu nhập ra thì anh cũng bảo là thế thuế má thế nào đấy, và giới thiệu cái người làm về thuế. Chị là đấy nhá, phải thuế má đàng hoàng, và ôi riêng chuyện thế là anh yên tâm, em cẩn thận lắm, thế là mình cứ đóng thuế đàng hoàng. Thế rồi ở cơ quan anh thì anh chị làm ở bên cơ quan nhà nước thì hàng năm đều phải kê khai thu nhập của hai vợ chồng á đó, và những cái này là nó phải không công khai, không thể nào giấu được, thế mình phải kê hết, mình có bao thu nhập kê hết ra. Thế em rất là ngạc nhiên, vợ một năm từng này tiền á. Thế xong rồi lúc mà chị phải làm hồ sơ cho bọn trẻ con để chúng nó thi xin học bổng á, thế thì mình bảo để làm thế nào anh nhỉ, thu nhập em từng này mà để đạt được tiêu chí học bổng thì là thu nhập chỉ được từng kia thôi, thế làm thế nào thế là mình buộc mình phải kê khai hết, mà không thể làm nào vì nó lù lù, mà nhất là cái thu nhập mình đã rất là minh bạch và chính trực, tất cả nó lù lù trên tài khoản mà làm sao mà giấu đâu được, thế kê khai thôi đó. Thì anh cũng rất là kiểu tự hào ở vợ mình khi mà tổng thu nhập một năm khiếp nhỉ. Thế xong rồi có những giai đoạn mà chị cho trẻ con đi du lịch ấy, ví dụ hè hay là Tết thì thường các bạn được nghỉ dài thì chị lôi đi 2 tuần 3 tuần liền, nhưng mà lúc về vẫn từng này thu nhập. Thì anh rất là ngạc nhiên kiểu vậy, tại sao vợ đi chơi tẹt ga với con như vậy mà về vẫn từng ngày thu nhập. Anh rất là ngạc nhiên vào đấy, và anh cứ âm thầm ủng hộ. Và tất nhiên anh xã chị thì không phải là một cái tip người mà khi vợ ủng hộ vợ thì sẽ nói là vợ làm đi tốt lắm, anh ủng hộ vợ, anh không bao giờ nói, nhưng mà anh cứ âm thầm lặng lẽ là cái người đàn ông phía sau để ủng hộ mình á. Thế và đúng là từ khi chị có ông xã hỗ trợ thì mình thấy là mọi thứ của mình nó dễ dàng hơn, cái business của mình nó phát triển nhanh hơn, và bản thân mình có một cái tâm nó an hơn đó. Hoặc ví dụ hồi xưa chị nhớ là những cái lần mà phải đóng học phí cho trẻ con ấy thì thường bọn chị hay dồn cả kỳ đóng, mà mỗi lần đóng học phí thì chắc chắn lương mình không thể đủ cho các con đi học được, thì toàn phải bảo anh ơi đến kỳ đóng học phí để anh đưa tiền cho. Nhưng đến bây giờ thì đến kỳ chẳng thấy vợ nhắc về vấn đề đóng học phí, anh hỏi bảo à em đóng lâu rồi bà. Đấy, tức mình hoàn toàn chủ động trong vấn đề chi tiêu thứ sinh hoạt gia đình, mình không cần phải hỏi anh ơi cho em tiền làm cái nọ kia nữa. Và chị nghĩ là cứ dần dần những cái như vậy thì anh cũng cảm giác là cái sự tự hào. Và sau này chị còn nhớ là có một lần là anh còn nói với cả các cháu trong gia đình anh ấy là phải cố gắng học tập tốt và làm việc giỏi như ba Hằng nhé. Cái đấy thì nó không phải anh nói trực tiếp với mình, nhưng mà mình nghe lại qua mẹ chồng mình nói, mình thấy trời ơi thật là tự hào và thực sự là biết ơn vì đã ủng hộ một cách âm thầm như vậy. Và chắc chắn là cái sự ủng hộ của các ông xã sẽ giúp cho cái sự nghiệp của chị em thăng hoa hơn, đúng không? Đó, và rất là xúc động khi chị nhắc lại cái hành trình này cho bạn. Wow, thật sự đúng đúng là một cái hành trình không không phải là quá dài, nhưng mà đối với những người như chị em mình, đặc biệt là phụ nữ nữa, mình có rất là nhiều cảm xúc với chị, cho nên là khi mà nhìn lại thì thấy là wow, đúng là mình cũng đã đi qua một đường khá là, lúc đầu thì cũng hơi lẻ loi, nhưng mà at the end là happy ending rồi đó. Dạ thì em thấy là có rất là nhiều người đang bị gặp phải cái vấn đề này, và họ rất là lo, bởi vì ngay cả bản thân em bây giờ em thấy là wow, đúng là khi mà mình là phụ nữ mà mình tự do về tài chính nè, và mình có thể có một cái số dư để mà mình lo cho gia đình bên mình nữa, hoặc là khi mà gia đình
có một cái vấn đề gì đó gấp á, mình lại có cái số tiền đó mà mình không có bị stress out thì không có cái gì mà có thể mua được hết á chị, cái không có cái peace đó, đó. Cái sự bình an đó, đó thật sự là không có cái gì mà có thể đánh đổi được đó, cho nên là em vẫn tin là phụ nữ cần vẫn cần phải độc lập về tự về tài chính, chứ không phải là chỉ cần dựa vào chồng mình đâu. Và em thấy là có rất là nhiều người đang gặp phải cái vấn đề này, và có một số chị tâm sự với em á là khi mà đi qua đến nước ngoài á, ví dụ như qua Mỹ, qua Canada định cư á, trước đây họ rất là xông xáo làm việc hoặc là họ rất là năng nổ, nhưng mà khi mà qua đến đây thì họ phụ thuộc vào chồng là những người lãnh họ qua, hoặc là họ qua rồi không có bạn bè, không một cái môi trường khá là mới, dần dần sống một cái cuộc đời giống như là cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, và làm cho họ quên đi là họ có cái năng lực gì, họ đã từng là một cái người như thế nào, họ quên đi luôn cái chuyện là họ hoàn toàn rút người lại, thu thu hẹp mình lại. Cho nên là qua cái livestream này em thật sự là muốn mượn cái câu chuyện của các chị để mà truyền động lực cho các chị em phụ nữ khác, là những người mà bản thân họ đã có những cái tiềm năng rất là lớn rồi, họ chỉ cần biết mình mạnh chỗ nào để mà phát huy thôi. Thì chị Lan Anh, chị có một cái câu một cái lời khuyên nào hay là một cái lời chúc gì đó dành cho các chị em không đang xem cái livestream này hoặc là xem lại cái replay? Nên anh phải unmute rồi, em đang mute đấy. Ok. Chị nghĩ là mình phải tự quyết cho bản thân mình thôi, bởi vì mình chỉ sống có một cuộc đời mà thật ra ấy thì vào một cái business này nó rất là hay, đấy chính là để mà có thể phát triển được business, nó cũng chính là để là phát triển con người, và mình được học hỏi và phát triển. Khi mà mình ở ở trong business thì hàng hàng mastermind thì mình đều được huấn luyện là mình phải cần biết ơn này, rồi mình phải trở thành một cái người mà quản trị được cảm xúc này, nói chung là chị trưởng thành rất là nhiều. Và khi mà bản thân chị thay đổi thì những cái thứ xung quanh chị thay đổi, thế nên là thì người ta nói là gió gặp nào gặp gió tầng nào thì gặp mây tầng đấy mà, đúng không? Thế nên là nếu như mà mình không có hành động trước đây, nếu mà lúc trước ấy mà cái cơ hội đấy mà chị để vụt mất, chị không có cứ cho đi đã rồi để cứ để học, hoặc là chị Mai bảo là mình không có chị cũng đã từng có ý tưởng như là chị Mai rồi đấy, nếu mà chẳng hạn như là trường hợp xấu nhất là mình làm mãi mà không thành công đi, thì ít nhất ra là mình cũng đã được trang bị rất là nhiều kiến thức về online marketing rồi, mình lại đi Đúng làm rồi. được việc khác thì sao, kiểu lúc đấy chị cũng nghĩ thế đấy. Nên là khi nói chung là mình luôn nhìn ở cái mức tích cực, và mình phải cho bản thân mình cơ hội. Giả thử lúc đấy mà chị cứ không có take action hành động thì giờ này chị đã không có một cái doanh nghiệp lừng lẫy như này, tạo ra cái kết quả như này, và với chỉ một doanh nghiệp một người thôi, mình tự quyết định được tất cả mọi thứ, và mình quyết định được cái sự tự do của mình. Phải trả giá, nhưng mà trả nói chung là so với business thì trước thì trả rất là ít Đúng rồi. ý. Đấy, nên là chị chỉ có lời cuối với các bạn như vậy thôi. Wow, cảm ơn chị Hằng. Còn chị Hằng thì sao, chị Hằng ha? Với chị thì cũng như Lan Anh vừa nói đấy, tức là mình phải hành động, bởi vì rõ ràng là nếu như mình muốn có một kết quả khác biệt mà mình cứ làm những cái điều mình đang làm hàng ngày thì thực sự là một cái điều điên rồ đó. Và cơ hội thì nó không đến nhiều lần, đúng không ạ? Và cũng như Lan Anh, nếu mà chị không nắm bắt cơ hội này, không gọi là ương ngạnh bước chân vào cái business này để làm thì chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay. Thì trong kinh doanh của tụi mình ý, thì rất nhiều trường hợp là các chị em bị anh xã phản đối, hoặc ngược lại, có những anh xã làm trước nhưng mà các chị em phía sau lại rất là phản đối, đấy là chuyện hết sức là phổ biến. Thành ra những bạn nào mà đang nghiên cứu tìm hiểu về mô hình kinh doanh này mà bị người bạn đời phản đối thì cũng đừng quá lo lắng, bởi vì thường là phản đối là do các anh thiếu thông tin, hoặc là các anh do thương mình, sợ mình bị lừa, sợ mình vất vả, vân vân vân. Nhưng nếu như bằng một cái sự kiên định, bằng một cái sự khao khát thành công,
chứng minh cái việc mình lựa chọn là đúng bằng kết quả thì chắc chắn là các anh cũng sẽ thay đổi. Và bốn chị em mình ở đây đều chứng minh cái việc đó bằng kết quả, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không chỉ nói mà bằng hành động. Thế cho nên là mọi thứ nó sẽ xuất phát từ cái việc mong muốn thay đổi, khao khát được thay đổi và tin vào cái sự thành công. Như chị Mai và Lan Anh thì có nói rằng là nếu không thành công business này thì hỏi phát triển bản thân vân vân ạ. Nhưng mà với chị thì ngay từ đầu chị luôn tin là chị sẽ làm được. Đó, và chị nói rằng là cái sự phản đối của anh xã nó sẽ chính là động lực là chắc chắn mình phải làm được, mình phải chứng minh là cái hành động mình đã đúng. Thế thì với các bạn mà follow cái buổi trò chuyện của bố chị mình, wow, mà lần đầu tiên mình nói chuyện đến hơn một tiếng, trời ơi sợ quá nữa, câu chuyện rất là nhiều cảm xúc trong này. Thực sự là chị em cứ vững tin, hay là các anh em mà đang bị người bạn đời phản đối thì cứ vững tin, bởi vì cái business này đã được chứng thực với cái sự thành công của rất nhiều người trên toàn cầu, và đã bao nhiêu người thay đổi cuộc sống nhờ cái kinh doanh này. Thì chắc chắn nếu như các bạn có niềm tin, các bạn khao khát đủ lớn thì các bạn cũng sẽ thành công. Những cái sự phản đối của người bạn đời thì nó sẽ chỉ giống như là một cái để giúp cho mình mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và đi trên cái con đường này cho tới thật thành công. Thì đấy là cái phần nhắn nhủ của chị. Wow, hay quá. Thì chị Mai thì sao không? Phần của em thì quanh 2 năm rưỡi làm thì em thấy rất là nhiều bạn là tìm hiểu xong và cũng rất hứng khởi giống như mình, nhưng mà sau đấy rồi mọi người lại phải rất là buồn bã nhắn tin là chị ơi em không thể làm được, bởi vì anh xã hoặc là bà xã em như thế thì em cũng không thể bắt đầu được. Và mình cũng đã như thế, và nếu như mà mình muốn thì mình sẽ tìm cách mình làm được, bởi vì ở cái thời điểm đấy thì gần như là em chẳng có tài chính gì hết, em phụ thuộc hết vào chồng luôn. Và chị nói chung là nói đến cái này chắc chị Lan Anh hiểu hết, và ai cũng thế thôi. Trong cuộc sống của mình chỉ có là mình muốn hay không thôi cả nhà. Còn mình đã tìm hiểu rồi và mình đã nhìn thấy nó rồi thì mình phải là người quyết định. Còn nếu như mà với chị Mai mà cũng giống như mọi người và lấy cái lý do là chồng phản đối, thì bây giờ từ năm 2020 đến năm 2021 mình đã bỏ lỡ một dần rồi. Và nếu 2021 mình không đón nhận thì đến bây giờ mình không biết mình ở đâu nữa. Và cái thời điểm đấy thì em cũng chia sẻ thật là anh xã nhà em, anh ấy... Em nghĩ là anh ấy một mình, anh ấy phải lo lắng chuyện gia đình nên anh ấy có những cái áp lực, và anh ấy đã phải tìm kiếm những cái cách để mà gia tăng thu nhập, nhưng mà một cách nào đấy thì anh ấy không có đủ những cái kiến thức để mà tìm hiểu được những mô hình tốt, và anh ấy tự tạo ra những khoản nợ mà anh không dám nói với em luôn. Và nếu như mà em không bước chân vào cái mô hình này thì em cái gói nợ đấy không biết bao giờ mới trả được. Thì đấy là một cái mà em thấy thực sự may mắn, và kể cả là với bố mẹ ở Việt Nam nữa. Cái thời điểm trước thì em cũng không biết là tiền, mỗi lần mà về Việt Nam là anh xã lo hết, em không dám động đến luôn, bởi vì mình không tạo ra một cái đồng nào, nên là mình chỉ muốn về thăm bố mẹ thôi, nhưng mà cũng chỉ dám hỏi anh là anh lo đến đâu thì mình về đến muốn được về, và anh ấy lo hết thì mình cũng không biết là anh ấy lấy tiền đâu ra, thì em cũng không biết là cái khoản nợ đấy nó cũng nằm trong một cái phần là những cái chuyến đi về đấy hay không hay là như thế nào thì em cũng không biết. Nhưng mà bây giờ ví dụ như là chuyến Việt Nam vừa rồi là em sẽ là người mà có thể là dễ dàng để mà sắp xếp, và mọi thứ nó rất là dễ dàng. Bây giờ thì ba con cũng lớn dần lên mà mọi thứ nó cũng rất là nhiều cái phải lo nữa, và nhờ cái business này mà em có thể là tự tin và mọi việc trong gia đình nó rất là smooth hơn. Chứ còn nếu mà em không bước chân vào đây thì thực sự là bây giờ em không biết là gia đình mình như thế nào. Thế nên là chỉ cái chia sẻ từ cái thực tế từ cái bản thân mình thôi, thì em muốn nhắn nhủ tới các bạn là đấy, nếu như mà các bạn không phải là người quyết định để thay đổi cuộc sống của mình á thì không có cái gì thay đổi cả. Và chỉ có hành động, giống như là chị Hằng và chị Lan Anh và Trâm nói đó. Mình muốn là mình sẽ làm được, không có cái gì là có thể là cái excuse cho mình hết đó. Thì hy vọng là buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn tìm ra được con đường. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Dạ. Trong một cái quyển sách em mới đọc gần đây có một câu nó rất là hay là khi mà cái khát khao của mình đủ lớn đó, thì mọi rào cản không phải là vấn đề nữa. Cho nên là em cũng cho mọi người có đủ cái khát khao để mà kiếm được một cái cuộc sống mà mình luôn mong ước, bởi vì mình chỉ sống một lần thôi mọi người, cho nên là mình đừng sống một ngày mà trong 75 năm, mà hãy làm cho cuộc sống của mình nó màu sắc hơn. Nhưng mà để làm được điều đó thì mình phải có thu nhập tốt, đúng không mọi người? Đó.
Và em cũng rất là tâm đắc một cái câu trong bài hát của ước mơ giấc mơ của mẹ, là mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì, mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Thì mình rất là may mắn xong sống trong một cái thời đại số, mình không có còn phải lo về cái việc đó nữa. Ngay cả tại bây giờ mình có thể lo cái bữa cơm no cho gia đình mà vẫn có thể kiếm thu nhập hàng triệu đô. Cho nên là mọi người ơi, cái thời 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 buổi này rồi, cho nên là mọi người phải mở cái tư duy của mình phải làm quen với kinh doanh số, bởi vì đó là một cái cách để mà mọi người có thể là đi gần nhất đến với cái tự do tài chánh. Đối với em là như vậy, và chị Lan Anh, chị Hằng và chị Chi Mai cũng là những nhân chứng sống trong cái visit này. Cho nên là mọi người cứ vững tin vào bản thân mình, tin vào hệ thống và cứ đi thôi ha mọi người ha. Và rất là cảm ơn mọi người, cái buổi câu live hôm nay cũng khá là dài rồi. Cảm ơn chị Hằng, Lan Anh, chị Chi Mai đã trải lòng cùng với em và quý khán giả ở đây. Hẹn gặp các chị trong một cái buổi go live nào đó gần nhất ha. Còn bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người next time. Cảm ơn Trâm, cảm ơn các chị em, cảm ơn mọi người. Bye for now. Mọi người.